Sáng nay ngày 17 tháng 8, Hội chữ thập đỏ tỉnh Bến Tre đã tổ chức chuyển 400 túi hàng gia đình chữ thập đỏ cho các huyện Thạnh Phú, Ba Tri, Châu Thành và Bình Đại. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chiến dịch nối cộng đồng vượt qua thách thức nhằm hỗ trợ người dân ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mỗi túi hàng gia đình chữ thập đỏ trị giá 250.000 đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu với tổng trị giá 100 triệu đồng do Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam hỗ trợ. Sau khi đại diện Hội chữ thập đỏ các huyện nhận giày sẽ được chuyển đến nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, có hoàn cảnh khó khăn như bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo tại cộng đồng và đang điều trị tại bệnh viện, hộ có hoàn cảnh khó khăn, có người mất do dịch COVID-19, trẻ mồ côi, người già neo đơn không nơi nương tựa, hộ có hoàn cảnh khó khăn chưa nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn khác. Từ khi Bến Tre xuất hiện ca nhiễm COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch này, bằng sự nỗ lực của các cấp hội chữ thập đỏ, nhiều hoạt động thiết thực đã được triển khai để kịp thời chia sẻ với bà con trong vùng dịch. Tính đến thời điểm này, đã có 4.000 hộ được hỗ trợ với tổng nguồn lực vận động trên 2 tỷ đồng. Chiến dịch kết nối cộng đồng vượt qua thách thức nhằm tăng cường các hoạt động cứu trợ nhân đạo, thể hiện vai trò của Hội chữ thập đỏ trong công tác an sinh xã hội, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, chung tay của cộng đồng cùng chính quyền địa phương quyết tâm chiến thắng đại dịch.